Thưa quý vị, chương trình truyền hình lễ trao giải Oscar ở Los Angeles, nước Mỹ vừa qua, vào ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương, đã thu hút khoảng 18,7 triệu khán giả ở Mỹ đón xem và các giải thưởng cao quý của ngành công nghiệp điện ảnh đã được trao với tỷ lệ khán giả theo dõi tăng cao, khiến cho đài truyền hình ABC thêm hy vọng vào các mùa giải sau. Đài ABC cho biết lượng khán giả đã tăng 12% so với năm ngoái, chỉ có 16,7 triệu người theo dõi. Tại lễ trao giải Oscar 2022, nam diễn viên Will Smith bất ngờ tát người dẫn chương trình Chris Rock trước khi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lễ trao giải năm nay ghi nhận sự phục hồi lượng khán giả theo dõi khi một số phim được đề cử bao gồm có Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick là những bom tấn ăn khách tại các rạp chiếu. Cuộc phiêu lưu đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once đã giành được 7 giải, trong đó có phim hay nhất. ABC cho biết các giải thưởng trao hôm 12 tháng 3 là chủ đề của 27,4 triệu lượt tương tác trên Instagram, Twitter, Facebook và YouTube. Giải Oscar cũng được xếp hạng là chủ đề thịnh hành số 1 trên Twitter toàn thế giới trong suốt buổi phát sóng.